Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Chắc ngày hôm nay thì không cần phải giới thiệu thì anh em cũng biết là tôi chơi cái gì rồi đấy. Dã man thật. Mấy trận rồi nhỉ? Mấy trận chúng ta chơi Vlog rồi? Chắc là cũng phải 4 trận rồi đấy. Tôi trận này tôi cũng đã lấy sẵn những cái đồ bắn trưởng rồi. Whispersia này. Hai con đuôi. Ui rồi. Whispersia lên được 2 sao à? Persia lên được 2 sao. Chơi tạm cũng được, chơi tạm đầu game thì cũng khỏe. Ăn thằng này không? 2 sao này. 2 sao lại còn có cả con này à? Con Skull Hunter. Thắng rồi không nhỉ? Quả hơi tham công nghệ mất ấy. Không cho con 2 sao vào. Không, tôi nghĩ là vẫn ăn được thôi. Chúng ta có con Zipper ở nước bắp. Yên tâm. Giáp bọn Goblin to lắm. Không có cách gì có thể giết được cái con Zipper của tôi đâu. Ok. Chúng ta sẽ thắng cái round đầu tiên. Thắng được cái round này chúng ta sẽ có cái công nghệ make free. Rồi. Chơi gì đây? Này rau này ra lại ra con Sanbo Exit này. Ra con rồng. Ra Sanbo Exit. Đồ cũng ngon á. Đồ cho con này được á, chơi được. Chơi được anh em ạ. Trông nó hơi lạ nhá. Trông bài này nó hơi lạ lắm ấy. Trông lại giống như là cái gì ấy, anh em ạ. Không phải là không phải là Warlock. Không phải là Warlock. Gặp ngay thằng Echo may thế. Cái round này tôi chưa có tiền up cấp tôi gặp thằng Echo. Hên thật. 100 máu đi Echo à? À chắc là thằng này nó cắn máu lên nó được 6 máu gì đấy. Ui anh em ơi, cái gì đây? Thôi chết tôi rồi. Không phải rồi anh em ạ. Không phải bài Warlock rồi. Không phải bài Warlock rồi. Thôi, giải tán đã. Phạt lửa này. Trời ơi anh em ơi, thôi đúng rồi, chính xác rồi. Chính là nó. Có phải không? Có phải là nó không? Ui dã man thật. Có lẽ nào. Chính là nó, đúng không? Không phải rồng, cũng không phải Warlock. Ừ, là Echo này. Ơ, trời này, Armagarada nhỉ? Uvada ấy, 4 thằng Echo ạ. Ôi trời ơi, 4 thằng Echo à. 4 thằng Echo thì chơi Warlock làm gì cho nó mệt anh em. 4 thằng Echo thì chơi bố nó cái bộ. Bây giờ là có 2 Whispersia 2 sao rồi. Thế thì chơi bố nó beat cho nó nhanh. Chúng mày Echo, chúng mày tỷ nữa không có cơ hội để mà comeback luôn ý. Nhờ. Chứ chơi Warlock làm cái gì cho nó mệt anh em. Không. Tôi nghĩ lại rồi anh em ạ. Chính xác rồi. Rồi. Chơi thế kia làm gì cho nó mệt anh em ơi. Cứ thế này mà vã này. Yeah. Ôi dồi ôi, lại gặp thằng Echo nữa. Bọn này thích Echo ấy nhở. 4 thằng Echo liền. Trận này khả năng chuỗi thắng nó dài đây. Thôi đúng rồi anh em ạ. Không sai đâu, không sai đâu. Chính xác rồi anh em ơi. Thế là chính xác rồi đấy. Không hề sai đâu. Tầm này anh em bảo tôi có chuỗi không?
Chắc chắn là có rồi. Chỉ là có đẩy được bọn nó nhanh hay không thôi, trước khi bọn nó comeback hay không thôi. Trận này nhiều queen phết á. Trận này nhiều thằng rank queen, cũng là những cái tên quen thuộc thôi. Phải đẩy thật nhanh. Đấy, mấy cái thằng queen là mấy cái thằng đang eco kìa. Đấy, chúng nó eco hết. Trận này thôi nha anh em nhá, một trận coi như là một hôm nay chúng ta nghỉ đi. Đấy. Đã 3 clip vlog rồi. Tạm thời nghỉ tri ân một ngày anh em nhá. Vẫn chưa update đâu. Vẫn còn có thể chơi được vlog. Ngày mai tôi chơi anh em. Hôm nay chắc là tôi quay xe chơi beat rồi anh em ạ. Trời ơi, đúng rồi anh em ơi, không sai đâu. Cứ thế này mà phang này. Quá tuyệt vời luôn. Được chưa? Đấy. Như này tranh thủ kiếm tí human cũng được. Bọn nó yếu mà, bọn nó yếu mà, bây giờ tôi mạnh rồi. Bao giờ chúng ta gặp lại với thằng Eco lại tăng tốc độ đẻ. Bây giờ thì gặp với cái thằng kia thì từ từ đã. Kiếm tí sách đã anh em. Tăng tốc trận đấu. Ít nhất là phải đẻ 2 round. 2 lượt đẻ. Bạn ơi, hay quá. Trời ơi, đẩy 15 màu cái nào này. Giá ác mộng kìa. Không thèm chơi luôn. Cố gắng là đẩy cấp lên sớm anh em ạ. Còn thằng nào chưa gặp nhỉ? Xem cả thằng nào chưa gặp. Tính xem nếu mà gặp cái thằng mà đang eco thì chúng ta có thể là bỏ human vào chiến tiếp. Ok. Round sau là gặp thằng eco đấy. Hay là phá chuối. Phá chuối à? Phá chuối thì hơi sai nhỉ. Quả trứng này làm gì đây? Lấy cái này nhá. Giảm hồi chiêu này ngon này. Đẻ nhiều hơn. Ok không? Round sau gặp thằng Eco có lên là như này không? Nhé. Ác thật. Ác quá nhờ. Ác quá nhờ, ác quá nhờ. Tốn cơm quá, hơi ác đấy. Vẫn phải giữ 3 human là đương nhiên rồi. Đấy, nhưng mà thêm một con đẻ nữa vào. Ác thật sự. Đấy, để như này chắc chắn là đẻ được này. Dã man. Gặp Eco mà. Rồi. Có đẻ được không? Có kịp đẻ không? Đấy, vẫn kịp đẻ. Mua con Wizard này vào để có thể là lên được 3 sao sớm này. Thôi, up 7 đó. Phải bỏ một con 2 sao ở ngoài. Đang hơi tham human nhỉ anh em nhỉ. Nhưng mà tôi nghĩ là vẫn sẽ ăn được thôi. Đội hình này khá là mạnh ấy. Chiến được, yên tâm. Thằng này có up 7 rồi này. Nó chưa đủ 6 xin. Mỗi round chúng ta thắng chúng ta có quyển sách nữa. Con này chắc là tôi cũng sẽ mua đấy. Work set này thực ra thì tí nữa nếu mà chơi beat thì chúng ta chuyển dần về là beat Kira thì thế nào cũng sẽ phải dùng con này để hiến tế. Nâu ra Wizard thật đấy.
cần một con thôi, con nào cũng được. Sao đi vô cũng chưa thấy ra. Một con thôi, sao đi vô hoặc cá, con cá hoặc là con Grim Tuck. Trên này cái thằng tiền mặc có được chuối cộng 8 rồi kìa. Không thằng nào phá chuối luôn à? Ảo thật. Bọn này eco nhưng mà lại không có phá chuối ạ. Thề. Ui rồi ôi, có gấu rồi. Thế thì xong rồi. Đủ bộ bit chưa? 6 bit chưa nhỉ? Đủ 6 bit luôn. Đủ 6 bit luôn. Bây giờ chơi kiểu gì đây? Này à, 4 bit thôi nhá. Hay là 6 bit. 6 bit bây giờ form sớm đẩy nó không được nhiều đâu anh em ạ. Cái tầm này chơi 4 bit đã đẩy vẫn nhiều hơn. Bit Berserker lên được 3 sao là khỏe rồi. Wow, ok. Quá ok luôn anh em ạ. Trận này là bit độ thật rồi. Đây nó là bài chọn người rồi anh em ạ. Trận mệnh thiên tử rồi anh em. Kể ra thì mình cũng có công trong cái việc là khai sáng ở trận này ở chơi bit đấy chứ. Chứ lúc đầu là có ý định là sờ farm tiếp cái bộ Warlock đấy. Đây nó là quay xe. Quay xe một cách rất là hợp lý. Anh em công nhận không? Đấy. Tất nhiên là sẽ có anh em bảo là chuyện này là tôi không chơi game mà game chơi tôi. thì cũng cho là như thế đúng không anh em? Nhiều khi là chỉ là chúng ta nắm bắt được đúng cái mà game cho thôi. Thế là ok rồi. Ngon quá nhở. Mà mỗi round là có một cái quyển sách đấy chứ. Từ nãy giờ là cắn sách liên tục. Chắc là cũng phải cắn được khoảng 5-6 round là có sách rồi đó. Gia tăng cái lượng tiền lên khá nhiều so với đối thủ à. Bài giờ to lên 8 là đủ bộ rồi. 6 bit kẹp với cả Whippersia kẹp cả dưa so. Quá ngon. Ok. Khiên à? Thôi. Gương. Được. Sáu bit vào đã này. Đấy. Đánh ở level 8 đủ bộ rồi. Được chưa? Phải vứt con dưa so ra. Dưa so 1 sao. Phải lên 9 mới đủ bộ. Hay là vứt con Senbou ra nhỉ? Để này ngon hơn ạ. Bây giờ mục tiêu là đẩy chứ không phải là mục tiêu là kết liễu đối thủ. Mục tiêu là đẩy càng nhiều càng tốt thôi. Để cho càng nhiều đồ mana càng ngon. Đấy rồi. Càng nhiều đồ mana càng ngon thôi. Trên này có Witcher này. Không sao bạn ơi. Khỏe chưa? Ủa. Đẩy sấp mặt đối thủ luôn. Ngon quá nhỉ. Hay làm trận 6 bit kẹp với cả 6 half orc không? Lâu lắm rồi không chơi bộ đấy. Chơi bộ đấy thì phải dồn đồ cho con cáo. Có cáo thì chơi được. Chưa thấy có cáo. Không cứ đánh kiểu truyền thống kiểu thần giáo như này cũng ngon này. Bit siêu đẻ. Tôi thấy là cái đồ này nó khá hợp với bit siêu đẻ anh em ạ. Nhiều đồ tăng mana. Tí nữa mà nếu mà rèn được cái quyển màu tím ấy mà quyển sách ấy thì cũng rất là ngon. Ok. U thằng này chơi u lại cùng Witcher đó. Làm Witcher đấy. Nhưng mà thằng này nó đen rồi, roll không ra là con Fallen 2 sao. Rao sau đủ tiền lên 9 đấy. Bây giờ con dưa sò tự lổ lên 2 sao thì ngon.
lên chiến sớm xong up vứt cái con đấy vào. Đẻ tiếp. Trước cái round 20 mà đẩy được cái con đấy vào thì sẽ đẩy đối thủ rất nhiều máu. Và đối thủ trận này bọn nó có eco ngay từ đầu ấy, nên là bọn nó còn khá nhiều máu ấy. Round 18 mà bọn nó eco nó vẫn còn 50 máu thì thực sự là nó giữ máu tốt ấy. Bởi vì trận này có tận 4 thằng eco mà, nên là cũng chả ai đẩy bọn nó ấy. Có một mình tôi đẩy. Đẩy nó không được nhiều lắm. Còn mấy cái thằng này thì nói chung là chả đẩy được mấy. Nhưng Clyde này, Clyde dồn đồ cho ngựa để xuống hố. Bây giờ bộ Clyde nó chỉ đánh với cả con rồng hoặc là con ấy thôi anh em ạ. Con Liveless Line thôi. Ok. Có lên dí lên level 9 luôn không nhỉ? Dí level 9 thì lại phải bán một con đi. Thôi. Chả cần gì phải dí cả. Thắng ấy mà. Đẩy nó không nhiều thì đẩy chút chút, ít một chút cũng được. Thêm con Zerso 1 sao thì nó cũng chả đẩy được thêm nhiều lắm đâu. Nó phải 2 sao là mới tăng mana nhanh. 1 sao không ăn thua. Ui chuyện này làm beat á. Quay đi quẩn lại đã thấy 3 beat rồi. Phải đái. Goblin vô tư. Thằng này chắc tí nữa cũng chuyển sang Witcher thôi. Vậy trận này 3 Witcher. Ui anh em mình kìa. Đấy 21 máu ạ. Giờ so lên được 2 sao. Vừa đi, vừa kịp lúc 21 lên 9. Đẩy tiếp. Quá tuyệt vời. Nhưng mà anh em nhìn cái thằng tề mặc kìa. Anh em nhìn thằng tề mặc đi. Level 9 50 tiền anh em ạ. Nó được eco. Cái thằng mà được eco trắng ấy, lúc nào nó cũng nhiều tiền hơn cái thằng đánh chuỗi. Như tôi là đánh chuỗi thắng đúng không? Anh em thấy là mặc dù là bài khá là xanh ấy, nhưng mà tiền vẫn ít hơn. Tiền vẫn ít hơn rất là nhiều luôn đấy. Bây giờ tôi còn cái level 8 của tôi nó còn chưa được một nửa chặng đường. Thế mà nó đã lên 9, nó đã 50 tiền rồi kìa. Đấy anh em thấy không? Đánh eco trắng là nó tiền nó nhiều lắm. Không ai phá mà. Ok. Rồi, tiếp tục. Chúng ta sẽ lên level 9. Úi rồi. Giáp thép à? Hay là gương nhỉ? Thêm cái gương nữa thì cũng ngon đấy. Gương thì nó bảo kê được cho con co. Chính ra cái gương bảo kê cho co cũng ngon. Đề phòng trường hợp bị bắt anh em ạ. Chuyện này có khá nhiều con bắt đấy. Có gương thì nó sẽ chống cái việc bị bắt. Ok. Đẩy nhiều vào. 49 máu à bạn ơi. Ơ tăng mana vẫn chậm ấy nhở. Thề. Tôi quyết định là để gương cho con này. Tăng mana chậm thật đấy. Cooldown của con cây nó xong rồi mà mana vẫn chưa đầy. Mà rõ ràng là tôi lấy toàn đồ mana cho nó nhá. Anh em thấy trên người con Whisper Seer toàn đồ tăng mana thôi. Thế này mà vẫn còn thiếu á. Và bây giờ con Zerso là có cái gương thì tôi nghĩ là được. Chơi beat là phê thật đấy. Từ lấy giờ tôi đẩy bọn nó chứ chưa thấy thằng nào cắt được chuỗi của tôi luôn. Witcher với chúng tôi. Cắt chuỗi được của tôi không?
không giống như là cắt chuỗi ở đâu. Hay quá. Rồi. 24 máu anh em ạ. À. Dã man. Đối thủ coi như là khóc thét luôn á. Hay quá nhỉ. Rao 23 đẩy được gần hết rồi. Trận này có một cái đen là chúng ta không ra được cái con cáo, chưa ra được con cáo. Lên game thì sẽ bị đuổi. Mà mặc kệ thôi. Không ra cáo tôi đẩy cấp lên 10 sớm tôi kiếm ngộ không. Ngộ không cũng chơi luôn. Thằng này to ấy, không biết ăn nổi không. Bạn ơi. Căng đấy, căng đấy, căng đấy. Bạn ơi. Từ từ đã, làm gì căng. Nhiều lắm, nhiều lắm. 27 máu. Vẫn rất là căng. Toàn đồ mana nhá. Toàn ngọc mana luôn. Quá ngon. Cứ mỗi một round lại có một thằng đi. Trận này chắc tôi nghĩ là tôi đoán là không quá 32 round đâu. Thường những cái trận như này ấy, tôi xanh như này thì chỉ có 32 round là hết cứ hết game. Tự nhiên bọn này nó quay xe về hết beat đấy anh em ạ. Thế là mới đều. Thằng này 9 xin à? À chơi cái gì đây? Phải không? Level 10. Thằng này lên 10 ạ. Chưa hiểu nó chơi gì luôn. Không ra cáo nhưng mà lại ra Siren thì cũng được nha anh em nhá. Cũng mua luôn. Siren cũng làm co được. Cáo làm co được mà máy bay cũng làm co được. Ngộ không cũng được. Bộ này nói chung là đa dạng mà. Còn hiện tại là Whispersia làm co đó. Kể cả Velo cũng làm co nhá. Velo chuyển dần sang chơi Glacier. Velo 2 sao chuyển sang Glacier đấm nhau luôn. 6 Glacier chuyển dần lên. Lúc đầu là 4 Glacier đã. Kẹp với bọn hiến tế 3 sao. 4 con hiến tế 3 sao kẹp với 4 Glacier. Xong rồi chuyển dần sang. Đồ ngon nhỉ. Chưa muốn đổi nhưng mà vẫn phải đổi. Tầm này là vẫn phải đổi. Kiếm món đồ tím đầu tiên. Có sách được thì ngon, không có sách thì có thể có Kira. Đấy. Bây giờ là phải đổi rồi. Nào 26 mà không đổi nữa rồi. Hỏng. Ok, có Kira. Được. Kira chuyển dần thôi. Tí nữa cho Siren nó có. Nếu mà Siren lên 2 sao trước. Bây giờ cái tầm này không ra cáo thì phải chịu thôi. Chứ biết làm thế nào. Ok. Bọn nó sắp đi rồi. Bây giờ thằng nào gặp tôi một round đi mà. Ê thằng này to này. Này to phải đái luôn. Có cả Battleman nữa. Càng đái. Thằng này được Eco anh em ạ. Nhiều tiền. Ơ kìa. Chết rồi. Không biết có mất chuối không. Thằng này nó có cái con Fallen Witcher nó có cái vương miệng. Ba sao luôn. Witcher đi hết rồi. Lần lượt từng thằng Witcher đi một. Căng thẳng phết nhỉ. Tầm này đang 27, bọn nó còn một tí máu luôn. Thậm chí cái thằng tiền mặc kia nó có thể nó sẽ bị đẩy 30 máu đi luôn ấy. Cái thằng top 2 mà chưa chắc đã về top 2 đâu. Vớ vẩn về luôn top 5. Thôi cái tầm này tôi không roll nữa anh em nhá. Nếu mà muốn để đánh chắc chắn được top 1 thì đoạn này giữ tiền đi.
xả tiền thì đẩy của nó sớm, nhưng mà có vấn đề là chúng ta không có tiền để chúng ta tìm ra con co đâu. Từ từ đấy, bây giờ đang thắng thì cứ để tiền lên. Ok, 6 Glacier rồi, không biết có ăn nổi thằng này không. Thằng này nó có cái vương miệng ấy. Chết rồi, không được rồi. Nó có cái vương miệng anh em ạ. Hảo rồi. Đấy, nó có đồ counter. Hai cấm đánh. Đổi tiếp không nhỉ? Đổi phát lửa thì lại chưa đủ. Chưa đủ anh em ạ. Bây giờ trận này là đấu với một nhà beat với một nhà 6 Glacier à? Bây giờ chỉ cần có sách nữa thôi thì tôi nghĩ là tôi sẽ đấm được đâu. Có đồ Kira sẵn ở đây rồi, bây giờ con Siren lên được 2 sao là chơi được. Yên tâm. Tầm này thua thì cũng phải thôi, bởi vì đến bây giờ thì nó cũng chưa có đồ anh em ạ. Chúng ta chấp rất nhiều đồ ấy. Đối thủ ra là ngộ không rồi, tức là nó sẽ clear nhanh thôi. Rất nhiều những con khống chế. Khả năng là chúng ta thua là cao, cáo 2 sao rồi. Đồ dồn cho cáo. Không thắng được anh em ạ. Cái tầm này không đẩy nữa rồi. Cái tầm này là đến late game rồi. Đấy, sau round 25 nó là late game rồi. Thì nó lại cần phải có co đam. Chứ còn co đẩy nó không được nữa rồi. Đây, Siren này. Siren 2 sao. Chưa có Kira để hiến tế. Cứ từ từ anh em ạ, không phải vội. Kệ. Chúng ta còn nhiều máu mà. Sớm muộn gì cũng sẽ có một thằng chết để solo thôi. Đây là thằng nào chết rồi. Glacier thì nó cũng uy tín đấy, nó cũng lên được 10 với cả nó có đồ chấn phái để đấm mấy bit rồi. Nó cũng chưa biết được thằng nào ăn thằng nào đâu. Bây giờ tôi là cái thằng mà gặp hai thằng đều thua, đúng không? Ok. Phải không? Có phải không? Có phải không? Có phải không? Có phải không? Ơ, 5 máu. Đi luôn. Vậy là solo với cả thằng Beat. Hai nhà beat gặp nhau à? Cái thằng này ấy, nó được eco ở giai đoạn đầu game. Nó được eco anh em ạ. Đấy nên là nó tiền nó cũng tương đối là nhiều. Sau đó nó lại roll ra được mấy cái con bài co cho cái bộ beat nữa. Tôi thì mặc dù beat nó lổ sớm nhưng mà co nó chưa ra. Con gấu bây giờ vẫn là 1 sao này. Gấu 1 sao mà cái con mấy cái con co trong bộ này như con cáo nó còn chưa thèm ra con nào luôn. Thế là mới điều. Tầm này có khi đổi đồ cam luôn nhỉ. Xách xiếc cái gì tầm này nữa. Đổi đồ cam mà chơi. BQB. Đấy, cái này chống khống chế. Tí ngộ không nó gõ cho lại không đấm được phát nào chết. Rồi thôi, tôi đổi đồ cam luôn. Ok. Lấy cái này đi nhá. Búa xét ngon hơn đấy. Đây rồi, Kira này. Ok chưa? Xem tế được cái con nào ngon. Ok. Không ra con Siren nào nhỉ.
Chưa được không? Có BKB rồi. Không sợ khống chế nữa rồi. Được không? Được không? U vẫn thua anh em ạ. Càng ấy. Chắc trận này chơi Siren rồi. Không thấy cáo ra. Thua là bởi vì làm sao? Phải có lý do chứ. Siren 3 sao. Thế này khỏe hơn không? Ok. Bán con gì đi đây? Ăn không? Được chứ, được chứ, được chứ, vẫn thua à? Ướp với đài. À được, 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 được. Được. Rồi. Cứ hiến tế 3 sao vào mà phang. Trứng à. Còn có cả Bad Omen cũng ngon luôn. Bán búa con này đi nhỉ. Định chuyển nhưng mà thôi chắc không cần. Thôi chả chuyển nữa. Coi như là solo hai nhà beat đi. Màu mè gì. Chúng ta nuôi con Siren này lên 3 sao thì nó giải quyết hết anh em ạ. Lúc đấy thì đối thủ chỉ có cáo 3 thì mới ăn được thôi. Yên tâm, Siren của tôi bây giờ là bất khả chiến bại rồi. Mình khỏe phết đấy, bắn đau hết đấy. Ui rồi nó còn cầm đánh anh em ạ. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Nó có cả giáp giải nữa chứ. Úi dồi ôi. Vậy là chúng ta chỉ còn một con nữa thôi. Một con Silent. Úi dồi ôi, tôi xong rồi. Trò chơi kết thúc rồi anh em ơi. Thế 17 máu. Đối thủ đi luôn ra này được không? Ra 35 ra 34 đi. 17 máu tôi sợ là không đi được. Chắc phải kéo dài ra 36, thậm chí là 37 đấy. Nó lọt mỗi con Siren thôi mà. Mà trận này không ra gấu nhá. Thế ra gấu bây giờ có khi hiến tế gấu luôn ấy. Thịt hết. Cho Siren cho nó to. Chúng ta vẫn có thể đổi thêm một món đồ cam nữa. Ở ra 35. Rồi, mạnh lắm rồi. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây. Ui, trông bắn nó giống như là mất máu không. Ơ bạn ơi. Ơ bạn ơi. Cũng kinh, cũng kinh. Ui rồi, ui rồi, bóng nó bắn chết ạ. Thề. Ui, đẩy khiếp phết ấy. Có 3 con thôi. Có mỗi một cái con Siren nó sống sót thôi. Nó gọi thêm 2 bóng. Mà đẩy được 14 máu. Căng nhà. Thôi thế đúng là ra 36 là kết thúc rồi. Đối thủ tầm này làm sao mà lấy được con cáo 3. Quá đã anh em ạ. Siren round sau nó sẽ có thêm một món đồ cam nữa. Tất nhiên là nếu mà có một cái món đồ tím ngon như là cái giáp trừ tà thì tôi sẽ giữ lại. Đối thủ cái con cáo của đối thủ nó có giáp trừ tà nên là nó chống được cái việc cấm đánh. Còn con Siren của tôi thì nó lại bị cấm đánh. Cấm đánh hình như là BKB nó có giải được đúng không? Tôi vừa nãy tôi không để ý lắm, để xem lại nào. Nếu mà BKB để giải được cấm đánh thì cũng chả cần trừ tà nữa. Đấy, còn có cả giáp chống cấm đánh nữa rồi này. Nhiều đồ ngon luôn. Bỏ cái này ra là không, chắc chắn là không bị cấm đánh. Ui rồi có cả giáp trừ tà luôn, thế thì lại ngon quá.
Ôi, lại lấy giáp trừ tà vậy. Làm sao mà có một món cam nữa. Rồi, vứt mấy cái đồ ở đi. Hai cái gương này giữ lại một cái đó. Cấm đánh giữ lại này. Ok. Rồi. Này cứ bất diệt nhỉ. Quá ngon. BKB chắc thôi không cần đâu. Có giáp trừ tà rồi, chả cần BKB nữa. Ok. Rồi xong rồi. Đây, đủ mạnh rồi đấy. Rồi. Ok bạn ơi. Ok bạn ơi. Rồi sao, rồi sao, rồi sao. Rồi ok. lần này bị đẩy nhiều luôn. À không, nó cũng chọt được phát đấy. Ây da, căng. Căng, một máu sống à. Ây da. Được ấy nhờ, được ấy. Ừ, có cố gắng. Nhưng mà kết quả thì nó đã định sẵn rồi anh em ạ. Hy vọng là với một cái trận beat ngày hôm nay để đổi gió thì anh em sẽ không thấy là cái kênh nó quá nhàm. Sửa pha cái bộ lock liên tục nữa anh em nhá. Không anh em lại kêu lắm. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái hoặc clip bên phải ở cái video đề xuất cuối clip. Nó là những cái trận đấu mà tôi tri ân cái bộ Warlock anh em nhá. Rất hay đấy anh em ạ, anh em tin tôi. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.